Vâng, em đang cho thợ test cục đẩy BSLA 802. Em ở ngay đầu Thường Tín đúng không ạ? Em ở đầu Thường Tín, các bác này ở khu công nghiệp Ngọc Hồi. Khu công nghiệp Ngọc Hồi nó ở Thanh Trì, Hà Nội. Và nhà bác ấy ngay cạnh nhà là nhà hàng KC thịt chó đấy. Nếu mà dân Hà Nội, nếu mà nói đến nhà hàng KC thịt chó thì rất là nổi tiếng. Thì các bác cùng xem ở đây. Đây là con đẩy LA 8002. Thì con này là đời LA là đời mới. Và 800 có nghĩa là 800W trên một kênh. Và số 2 là 12, hai cột đèn báo ở hai bên. Với công suất thực của nó ra là 800W một kênh. Và có một cái màn hình LED để báo nhiệt độ và công suất. Với cái cấu hình con này thì nó sẽ có cái ở mặt trước của nó là BS Audio là thương hiệu nhỉ. Bên tay trái phải đây là LA802 là mã có đẩy này. Và ở mặt trước của nó sẽ có các cái màng lưới lọc bụi bảo hành lên tới 2 năm và đổi mới 3 tháng. Các bác đánh các cái vòng full 40, 50, cô 100 cho em. Đánh ví dụ 800W một loa này, các bác có thể đánh các cái dòng như loa côn nhỏ, đánh một kênh là một đôi luôn, hai kênh hai đôi. Các bác lưu ý dựa theo công suất của đẩy là 800W. Còn các bác đã ghép thì các bác, nếu mà bác nào chưa hiểu thì hỏi qua em một câu xem côn từ của loa là bao nhiêu để em tư vấn cho khách hàng. Hàng chính hãng của BS tem cào. Đấy, đây là có 1-2 là ra bằng đường lưu trích. Các bác không ra đường lưu trích thì các bác có thể kẹp thẳng vào cái đường này, mỗi bên một kênh. Đấy. Con này sẽ có hai cổng in là nhạc vào, hai cổng watt là nhạc ra. Đấy, đây là con đẩy hai kênh của BS có mã là LA8002. BS này có dòng 800W, sẽ có dòng D2800 nữa thì nó sẽ rẻ hơn. Còn con này là đời LA. Thì các bác có nhu cầu, con này của nó là có giá hơn 5 triệu một cục. Hàng chính hãng, chế độ bảo hành tốt, chế độ đổi tả ok. Các bác có nhu cầu đến hàng đẹp xịn thì có thể liên hệ trực tiếp cho em để đặt cục đẩy này các bác nhá.